Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV chốt phần chơi Minecraft Roguelike Adventure and Dungeon. Ngày hôm nay chúng ta đã có đầy đủ đồ để có thể lên đường. Chúng ta sẽ cần phải đi qua một nơi đặc biệt, tìm kiếm những công trình vĩ đại hơn. Và sao vừa qua đây nhìn thấy mấy cái hũ là muốn qua bển lấy vậy ta? Chắc họ bển lấy đi ha. Họ con cua gì ghê vậy? Ở cua gì phát nổ dưới nước nữa? Tính làm trò gì hả cua? Wow, pyro cua. Cua lửa các bạn. Con này là làm gì? Con này là chơi phép thuật. Và xử nó một cái. Chúng ta có được gì đây? Chúng ta lên đây một cái nha. Và chúng ta sẽ cất mấy này vô. Dục. Rồi đây, dục luôn. Dục này luôn. Cất hai này vô thôi. Và có cục đất nữa hả? Thôi bỏ đi. Mà sao thấy cua nhiều quá ta? Ủa sao bên đây chúng ta chưa có đi lần nào hả? Và ví dụ như bầu trời nó vàng vàng như vậy thì chúng ta có thể làm được gì hay không nào? Và sẵn đây thì bé hãy về đội của anh nào. Chúng ta có thể lấy được những cái này không? Không được nha các bạn. Bầu trời nó phải có những cái sợi màu hồng, màu đỏ gì đó thì mới được. Và có cái bông này, Kairomo. Vô đây. Vô đây nạp mạng con. Đúng rồi. Còn con cua nữa. Đây cũng là pyro cua ha các bạn. Rồi và chúng ta qua đây để kiếm mấy cái hũ nè. Dead Odium bỏ đi. Cất con này vô và chuẩn bị đồ chơi. Rồi thấy liền. Và đập cho một cây. Gì nữa vậy? Ngoài vậy? Cho một cây liền. Còn cái hũ. Và ta được gì đây? Được Bone Wayfinder. Và có được một vài thứ cũng ngon. Rồi trên đó thì sao? Ta lụm được gì thì cứ lụm ha. Và đập cái này ra. Ui dạ. Mình tháo cái cục trên đó xuống luôn rồi. Thôi tôi không cần cục này đâu. Tôi muốn trả lại. Và ta được gì đây? Đây là Dendrothis. Rồi bên kia cái nha. Tại nó gần quá các bạn. Không đi thì nó cảm thấy bức rất khó chịu trong lòng. Sao con này có sáu mấy giọt vậy? Và chỗ này rất là gần. Rồi bên đây leo lên trên. Không có gì hết hả? Ồ. Không có gì đặc biệt hết. Và leo lên một cái. Leo lên cái nữa. Trên đây không có thấy gì đặc biệt. Và chúng ta đã sẵn sàng để lên đường rồi ha. Chúng ta sẽ đi tìm những nơi mới. Chúng ta sẽ cần phải lấy bé Long. Bé Long đâu? Bé Long đây. Thả bé Long ra. Rồi bé Long cất cánh như vũ bão vậy đó. Và ta nên bay về hướng nào đây? Bây giờ Nam Hạ đi. Rồi đi về hướng Nam á. Rồi ta sẽ đi về hướng Nam. Và trời mưa ở khu vực này ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cần phải tìm những cái công trình bự hơn. Và nếu may mắn thì chúng ta có thể tìm được những cây Witchwood. Hay là những cái cây cây đó là nó sẽ có được một cái cây khổng lồ. Và vừa may mắn bay xuống là phát hiện được khu vực này liền luôn. Và có con quay kìa. Nó đứng ở trong cái hồ. Con tha nữa. Con tha có fly nữa. Sao căng quá vậy? Sao chơi? Và nhìn thử coi. Có chỗ nào giúp chúng ta tìm được những cái đồ nữa hay không? Và có những cái nhà nhỏ nhỏ các bạn. Những cái nhà đó là nơi bạn cũng nên vô. Tại vì nó có hũ. Và mình cảm thấy là chúng ta nên đi luôn. Rồi ta đi qua coi. Mưa gió bão bùng quá. À, chỗ nào không mưa gió bão bùng cái coi. Rồi chờ nó lót cái địa hình mới ra coi. Và có một cái bức tượng ở ngay đó. Thì chúng ta sẽ cần phải đi tìm những cái công trình. Và đi thì chúng ta cứ từ từ mở màn như thế này. Là ta sẽ thấy có một cái công trình gì đó. Nếu chúng ta gặp may mắn. Có không, có không? Có công trình gì không? Ý, ý. Cái đó là cái gì? Ồ. Đó là cái gì? Chỗ mới các bạn. Chỗ này mới lắm nè. Hồi xưa là không có chỗ này ha. Hồi xưa là không có. Cái cây gì đây? Và tại sao lại có những cái phần ở bên trong đó như vậy? Và đây là gì? Đây là Spirit Tree. Đây là cây thần ha các bạn. Và chúng ta còn thấy cả những cái gì vậy? Cái gì vậy?
Ui da, nó từ chối. Ở chúng ta gặp con Lurker rồi, ghê quá. Và những cái cây này nè, chúng ta hãy mau chóng xử lý những cái cây, xử lý nó. Wow, cái cây này nó có những cái khuôn mặt ở trên đó, mà cây đó chứ gì nữa, ghê quá. Chạy đi, chạy đi. Và vô trong này thử coi. Và đây là ma cây bự nhất. Trên đó có gì kìa? Đó là lát Spirit Tree Cave, Spirit Tree. Và cái này chúng ta có thể lấy được nè các bạn. Bình thường mấy cái này phải chờ đúng ngày thì mới lấy được. Ở đây là chỗ của cây thần ha. Nó chọt đào quá. Để chạy ra một cái. Được chưa? Ủa dạ. Đây là Spirit Tree để mình đánh dấu một cái nha. Để sau này chúng ta còn quay lại. Rồi. Cây thần nó ghê lắm. Và nhìn vô đây, nó còn cái cây gì của Tom Crab đây nữa. Mình vừa yên lặng để lắng nghe cái âm thanh ở trong đó. Cũng ghê ghê. Và chúng ta có con cóc kìa thôi. Để chúng ta đi khám phá vòng vòng xung quanh một cái. Tại vì lên trển cái nó chọt mình đau quá. Chúng ta đi khám phá vòng vòng xung quanh một phát. Và có con vết nail với lại có cây gốc cây. Và có 2-3 gốc cây gì ở khu này luôn á. Rồi vô đây á thì bạn nên chặt cây. Và chặt cây để kiếm những cái cục này nè các bạn. Về nấu thuốc ha. Và có những con gì đó đang nhảy nhảy ở bển kìa các bạn. Chúng ta chắc phải chạy qua bển thôi. Giờ ta sẽ cần phải ăn cái này trước. Tại vì nó đang có mấy cái corruption nhiều quá. Ăn vô. Và nhìn qua bên kia có cây gì lạ dữ ta. Cây đó sao nó có mấy cái lỗ ở giữa. Chúng ta qua bển coi thử. Và Spirit Tree ha các bạn. Đây là cái gì? Oh, man here. Rồi, ai da. Chỗ này cái cây này thì không sao. Đây là một trong những cái cây chúng ta có thể trồng được nè. Để mình lấy cái cây đó về. Ao 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 ao. Đau nha mấy đứa. Rồi ta vô trong đi. Vô trong thử cái cây. Và cái gì đây? Có những cây nhỏ nhỏ nữa. Và ta thử lấy kiếm chém coi. Được 15 giọt. Thì xài cây này nó có khác biệt gì không? Wow. Bởi vậy hạ gục mấy con này là phải đúng đồ chơi thì mới hạ gục được. Và nó đẩy mình ra ha các bạn. Để chúng ta không có chạm được tới cái cây ở chính giữa. Cái cây ở chính giữa là cái cây quan trọng nhất. Mặc kệ những cái cây ngoài kia đi. À đâu rồi? Đây là Lack Spirit Tree. Đó, cái mặt bự nhất đó các bạn. Ta nên hạ gục nó. Và chúng ta sẽ chặt, chặt, chặt và chặt. Ây da, nó quăng gai kìa. Rồi chúng ta chắc nát bét quá. Cái cây nhỏ cũng dính gai mà chết nữa kìa. Tại sao đánh đồng minh hả cưng? Nó có 1.334 giọt. Và không biết vì lý do gì đó mà nó giảm mất phân nửa. Chúng ta chỉ cần hạ gục phân nửa máu thôi. Và mấy cái cây nhỏ bên dưới. Thiệt tình. Mon Spirit Tree để mình xử nó trước. Và những cái wish mình chưa lấy là bởi vì cái con này nó còn tùy thuộc theo sức mạnh của những cái cục wish hay là những cái cục lửa bên đó. Và đưa cái mặt ra con. Đưa cái mặt ra. Nó đau rồi, nó không dám đưa cái mặt ra nữa. Rồi vô đây. 10-mấy% thôi. Và chúng ta xử con này giống như một con boss vậy đó các bạn. Và đã xong. Illegal logging. Dám chặt cây hả? Bác Amulet. Cái này chúng ta có thể đeo lên nè. Và có được cái mặt nạ nữa nè các bạn. Oh. Và đây là mặt nạ Small Spirit Tree. Là cái con nhỏ thôi chứ không phải con lớn. Và những cái phần wish nó đã mất hết rồi. Ui da, sao có cái này nữa vậy? Ở đất đây sao bị gì kỳ vậy? Nó có những cái phần làm cực kỳ chậm luôn á. Và quan trọng là bạn hạ gục con ở giữa thôi. Mấy con xung quanh nó không có vấn đề gì hết trơn á. Và ra đây còn mấy con nhỏ không? Hết rồi. Đây là Spirit Tree Lock ha các bạn. Và Spirit Tree Lock có làm gì không? Ta coi thử rồi. Mình có thể trồng một cái cây khác. Tại vì chúng ta đang có một cái Spirit Tree nè. Và cây gỗ này làm gì không? Gỗ này không có công thức gì đặc biệt hết. Mà sao trời tối thui dữ vậy? Tự dưng mới sáng cái giờ tối thui là sao? Trời tối thui sao chót hả?
Đâu phải đâu, đâu phải trời tối thui sao chót đâu, làm ghê vậy. Mưa lớn quá. Ở đây chúng ta không có điều khiển được thời tiết ha. Và nó có gì đây? Spirit tree, nói chung là cái cây này không à. Và bây giờ sương mù dày đặc luôn. Thiệt tình, không lẽ phải quay về ta? Giờ nếu mà chúng ta quay về thì chúng ta có thể giải quyết chuyện sương mù bằng cách đi ngủ ở nhà, thì nó cũng giúp ích được một phần nào đó, theo mình nhớ là như vậy. Chắc để chúng ta đi qua bên đây trước đi. Các bạn thấy tối thui luôn đúng không? Bật đèn lên. Nếu bạn có đèn pin thì nhớ bật đèn pin lên. Có được cái night vision giống như mình thì bật nó lên luôn càng tốt. Và ta sẽ cần phải lấy một đống này mang về. Cái này không có tác dụng gì hết trơn hết á. Đây. Và chúng ta chỉ có được những thứ này thôi. Nhưng mà mình rất là thích những cái phần đó. Chúng ta có thể đi vô trong cái bụi cây được luôn nè. Rồi để mình qua bên đây một cái. Ở đây chúng ta có cây cao su. Rồi bên đây chúng ta có cái cây này để ta có thể đi đào. Và đào ở đây á thì bạn sẽ cần phải đào ra. Và lâu lâu nó sẽ có những cái này nè. Đó. Và có khi nó ra màu vàng nữa nha các bạn. Và chúng ta thấy cái thân cây này nó rất là bự. Và đôi khi nó sẽ có những cái đó. Đâu rồi? Nó xuống ở dưới lòng đất luôn á. Và ra màu vàng luôn nè, thấy không? Ghê chưa? Và xanh quá chừng luôn nè. Rồi lấy thôi. Lấy lấy. Và được cục gì đây? Sáp thích làm gì? Gắn vô đây. Ồ, giúp cho bảo vệ. Đúng không? Completely corroded. Và nó đã hoàn toàn bị hư nát rồi. Chúng ta bỏ vô một cái là mới luôn á. Đã nha. Good as new, good as new. Cây này đã bị hư hại cũng có. Và gắn vô một cái là nó sẽ đẹp như mới luôn nè, thấy không? Good as new luôn. Và mình đã bọc lại hết rồi ha. Đồ này thì mình cũng đã có bọc lại. Và cây hát này nữa, nhưng mà thôi để mình giữ lại làm kỷ niệm các bạn. Chúng ta sẽ cất cái này vô ha. Vào đây. Thì chắc chắn là trong cái thân cây này còn nữa đó. Bạn có thể bắt đầu đập thêm những cái phần gỗ ra. Rồi bạn kiếm thêm những cái cục ở trong đó. Và để mình leo lên một cái. Chúng ta còn một cây bên kia. Và nhìn xung quanh. Rồi chuẩn bị. Bé Long đâu? Thả bé Long ra. Để chúng ta có thể đi khám phá tiếp nào. Mình đang ở cách xa cái cây thần hồi nãy, 2386m. Và chúng ta phát hiện ra khu vực bên dưới đó có một cái gì đó rất là thú vị kìa. Chưa biết là cái gì. Giờ xuống coi thử. Hi. Rồi xuống dưới. Và tại sao lại có khu vực như thế này? À, rồi 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 rồi, tôi biết cái gì rồi, bye bye, cảm ơn. Rồi, trân trọng cảm ơn luôn. Cái này ham vui. Và chúng ta đã biết cái gì rồi ha. Nếu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể coi chúng ta đại chiến con khổng lồ. Con rắn khổng lồ. Thiệt bị ám ảnh bởi nó rồi các bạn. Chúng ta sẽ đi khỏi đó, không có chơi nó. Tại vì mình thấy ủa có con gì đó lạ lạ. Vô chậm chơi thấy con rắn. Rồi thôi khỏi luôn. Ai à, chúng ta bơi lên. Ui da. Cá gì lum hết trơn à. Mình tưởng cái gì đó lạ lạ, nhưng mà ai về nó không có lạ. Mà nó độc. Độc, rất độc luôn á, mấy cái con đó. Rồi chúng ta sẽ cần phải bay đi tiếp. Ê, ê, bé Long, bé Long, bé Long. Mình vẫn chưa có tìm được cái nơi mà mình muốn tới. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sẽ tìm được nhanh thôi. Bây giờ chúng ta không còn đi về hướng nam nữa, mà chúng ta đang đi vòng vòng rồi đó. Tại vì mình cũng không muốn mở nhiều bản đồ quá. Mở nhiều bản đồ quá khiến cho thế giới này càng lúc càng nặng. Và nó mở nhiều quá thì cũng không nên. Chúng ta nên quay lại những cái chỗ mà trong cái phạm vi chúng ta nên đi thôi ha. Wow, có một con mummy ở bên dưới. Nó vừa gào rú ở bên đó. Nó đâu rồi? Nó kìa. Thấy rồi nha. Đứng lại. Bọc. Bọc. Một giọt. Bắn được một giọt. Không xi nhê gì hết trơn hết á. Tại vì cái cung này không phải là của The Between Land ha các bạn. Cho nên nó không xi nhê. Và chúng ta cũng vừa phát hiện ra bên kia. Đó, cái cây khổng lồ luôn kìa. Ngày hôm nay chúng ta rất có duyên với những cái cây. Và mình nên chuẩn bị sẵn cây Crystal Rancher để đập mấy con đó cho nhanh. Ây da, nó dám cắn tôi. Và bây giờ nó xuống nước rồi kìa.
Xuống nước, chúng ta xuống nước chơi luôn. Rồi đối với con này thì nó xuống nước thì giống như là một cái con mà nó không còn tác dụng gì hết trơn hết á. Nó ở trên bờ nó mới ghê các bạn. Nó gào rú vậy đó. Nó lại nó cắn mình nè, đó cắn không? Đó cắn mình nè, thấy không? Đau quá sao dám cắn tôi. Lấy hàm răng nhanh nhở đó cắn tôi làm gì? Ây da, thêm con Kairomo nữa, muốn gì đây? Mấy con này vô đây. Rồi thêm mình nhớ là đồ ăn ở bên The Between Land á, nếu bạn ăn nhiều quá, bạn sẽ bị ngán. Mà muốn giải quyết cái chuyện ngán đó thì chúng ta ăn cái cánh của con Kairomo vô. Lúc đó là mọi thứ nó sẽ quay ngược trở lại. Bạn có thể ăn lại từ đầu mà không sợ bị ngán. Rồi chúng ta lên trên đây. Ta coi còn gì nữa không vậy? Không. Và còn mấy hũ kìa các bạn. Qua bển. Hũ này sẽ cho gì đây? Hên ghê, không có con kia. Hũ bên đây. Có đồ chơi vui. Hũ bên này. Peng. Và có được Simorite. Những thứ này chúng ta cất đi ha. Ủa còn hũ bên kia nữa kìa. Ở hướng ngược lại. Và có con Kairomo. Chắc nó đang tìm cách nó qua đây, nó xử mình á. Rồi bye bye, bye bye, bye bye. Kairo, Kairomo. Ow. Phải xuống nước chơi nó. Nếu không là nó sẽ làm chúng ta bị cháy. Mình không thích bị cháy đâu. Và vô phải cái khu vực đi chậm. Chúng ta qua bên kia. Giờ bạn có thể tìm thấy được một cái cây Witwood khổng lồ. Và chúng ta sẽ thấy nó cũng rất là hiếm. Chứ không phải là nó quá nhiều để bạn có thể tìm thấy một cách đơn giản đâu nha. Nó cũng hiếm lắm đó. Rồi qua đây coi. Đó, một cái cây sao bự quá vậy. Và ở trong này nó sẽ có một cái con là Fire Spirit. Nó đâu rồi ta? Hình như chúng ta không có nhiệm vụ phải tìm cái này ha. Có không? Không có rồi. Người ta cũng không kêu chúng ta tìm tới cái cây này. Nhưng mà mình có thể tìm ra. Thú vị, đánh dấu. Đây là Giant Witwood Tree. Lại thêm một loại cây nữa. Đánh dấu đi. Rồi, và nhìn qua nhìn lại coi. Có hai cách để chúng ta kiếm được cái con Fire Spirit đó. Một là chúng ta đi vòng vòng. Nó thấy chúng ta đang định mua đồ gì đó. Đối với cái cây của nó, nó sẽ xuất hiện và nó bắn lửa, tự thiêu đốt cái cây của nó luôn. Hai là chúng ta sẽ đào cái cây này ra, chặt cái cây, móc thân cây ra. Nó tức quá, nó ra đây nó đập mình. Chắc nó nên làm điều đó hay không? Thử coi. Hello. Hello. Và mình vừa yên lặng để lắng nghe thử coi nó có xuất hiện chưa. Chúng ta đục xuyên qua thân cây luôn các bạn. Ra đầu bên kia luôn. Mà nó có tức giận không? Bởi vì cái cây của nó đang ở mà dám đào ra như vậy. Đâu? Không có. Ê, đây nè, mới nói. Nó là con Triad. Người ta là Triad, nghĩa là một tinh linh ở trên cây. Còn đây là Pirate. Giống như Pirate vậy đó. Và qua bển xử nó coi. Ow. Nó bay được. Nó bay được cho nên nó chơi như vậy á. Bay off, Uya. Tôi không có bay được. Cho nên nó cố tình nó làm như vậy đó. Và chúng ta xử nó coi. Hey, hey, hey. Xử. Xuống đây, xuống đây. Lấy cung bắn. Pop, được 4 giọt. Pop, pop. Chọc tức nó thôi các bạn. Chứ bây giờ nó bay lên vậy sao chơi. Nó bay vậy đó. Chơi mà chơi bay trên không vậy đó. Để tôi kiếm đường tôi bay lên cái coi. Rồi bay lên nha. Chúng ta nói ta bay nhưng mà thực tế là chúng ta cũng chỉ lướt nhẹ lên thôi. Rồi là chúng ta gõ nhẹ nó một cái. Và mình cần phải có cây cung Velorite thiệt nhanh. Khi dễ nó tới mức này luôn á. Velorite. Và có cây cung không? Ủa không có cung hả? Vậy là bị Twinland là xài cái gì? Cung có bị Twinland đâu? Không có hả ta? Không có cây cung. Không có cung vậy bắn bằng niềm tin à? Đâu, có cung bằng Predator Bow. Cái này phải tìm. Ta làm Witwood Bow. Vậy làm cái này đi. Ta lấy Witwood một cái. Chúng ta hết cái phần mấy cây que rồi. Và Witwood Plank. Tội nghiệp bé quá. Đứng bắn trong vô vọng. Mũi tên đâu?
Giờ lấy mũi tên gì đây? Octai. Chất độc chắc không ảnh hưởng nó. Và chúng ta sẽ lấy mũi tên lửa đi. Này chúng ta có Infinity không ta? Để mình kiểm tra cái. Hình như mình có Infinity á. Mình gắn Infinity vô bắn các bạn. Unbreaking Homing Infinity. Ngon lành ha. Này là khi dễ nó tới mức tột độ luôn nè. Nó đâu có làm được gì nữa đâu. Và bây giờ ta cần phải tách cái này ra. Launching for. Cái này nó dành cho cây kia rồi. Tại vì mình không có Infinity ở đây. Nó kệ ta bắn đỡ. Ôi da. Sao bắn trúng con chuồn chuồn. Tội nghiệp bé chuồn chuồn. Và bóc 10 giọt. Bóc 6 giọt. 10 giọt. Và nó không bị cháy các bạn ơi. Nó là tinh linh của lửa thì làm sao cháy. Và chúng ta có thể kéo 10 giọt. Biết chừng nào mới xong ta. 130 mấy giọt kìa. Ở xuống đây rồi hả? Xuống thấp là biết. Cứ xuống thấp thôi. Chạy đâu em ơi. Rồi chạy lên trển là xong cuộc đời rồi. Cuộc đời em từ đây là chấm dứt rồi. Biết chưa? Và nó rớt xuống. Nó chìm xuống. Nó thả linh hồn ra. Đâu rồi? Chơi kỳ. Chơi mà chơi. Con cá linh hồn như phải con kia các bạn. Này con cá. Con cá nè. Chúng ta thấy cái đầu của nó có cái lồng đèn á. Hạ gục con cá. Và chưa xong nữa hả? Rare Deceiving Anchor The Unseen. Cái gì mà tùm lum hết trơn vậy? Lên đây. Nó đâu rồi? Chúng ta đang bị weakness hay là bị suy yếu? Bị slowness, bị chậm nữa. Rồi chắc mình thử xong rồi đó. Và chúng ta được Tango Root. Cái này chúng ta có thể bỏ vô đây. Hoặc là bỏ vô đây kiếm được cái Ground Root. Ground Root cũng làm compost thôi. Bỏ vô làm phân bón ha. Và vô đây chúng ta có thêm Rye Bag này nọ. Thì cất đi. Nói chung đồ này lấy chơi thôi. Và cái cây khổng lồ ở phía bên kia. Không biết là nó có ra thêm con Pirate nào chưa. Tìm nó thử coi. Bạn chỉ cần vô đào cái cây của nó một cái. Móc ruột cái cây của nó ra. Nó tức. Nó xuất hiện. Là lúc đó bạn sẽ không có được yên đâu. Và các bạn để ý ha. Khi mà nó bắn lửa. Nó trúng cái cây. Nhưng mà chỗ này nó cháy không nổi. Ơ có một con nữa kìa. Con này ít máu hơn các bạn. Con này còn 40 giọt thôi. Xử. Đứng lại cho chém cái coi. Chém cái vui vui cái coi. Không cho chém con này Ranger hả? Ranger nó toàn là nó chạy không à. Chạy cho chạy đó. Tôi không thèm dí đâu. Nó dí mình. Tại sao lại dí tôi làm gì? Và Ranger. Và chuyện gì vậy? Chúng ta không đánh được nó. Và cứ để cho nó làm gì nó làm đi. Kyromor vô đây con. 70 giọt thôi. Thì xử nó ngay lập tức luôn. Và bây giờ phải tìm cách hạ gục nó thôi. Chứ nó ồn ào quá. Không tài nào giới tới được luôn á. Giờ bé muốn sao bé nói đi. Bé muốn như thế nào? Nè tôi đang đứng ở đây nè. Không có thấy trả lời trả vốn gì hết trơn á đó. Và chúng ta sẽ cần phải ăn cái bon up sap thiệt là nhanh. Và mình đang bị chậm. Do chúng ta thiếu cái bon up sap đó các bạn. Khi chúng ta hết cái cây đó là nó sẽ có hiệu ứng bất lợi nhiều lắm. Ăn vô. Chắc là sau khi ăn xong mình sẽ có đủ tốc độ để mình rượt theo nó. Bạn ta ăn thêm cái nữa. Rồi nó đâu? Đứng lại. Đứng lại. Chạy nè. Phát đầu tiên. Ôi da. Vô ngay cái khu làm chậm. Nó thấy con gì có fly nè. Con Kyromor có fly á. Hy vọng đừng gặp nó. Nó dài lắm. Ôi da. Con Kyromor. Con này pyro tiếp. Sao mấy con này phái chơi lửa quá ta. Thích đốt lửa phải không? Ở đây ẩm ướt quá thích đốt lửa. Ai chà. Đi ra. Đi ra cho tôi. Ồ fly. Pyro luôn hả? Ghê vậy. Nó có fly luôn. Và một hit nữa. Một hit nữa các bạn ơi. Chỉ cần một hit nữa thôi. Một phát nữa là chúng ta sẽ hạ gục được con pyro. Ê con pirate. Pirate chứ phải pyro. Và nó xuống luôn. Đó các bạn hãy nhìn thấy được nó ở gần. Và chúng ta có được cục kim cương từ con kia kìa. Nhưng phải từ con này đâu. Giờ mình không lấy cung bắn nữa. Tại cung bắn yếu quá à. Bắn gì được đâu. Ui da.
con loot này cũng không xài được ở đây, tại vì nó cũng không có tìm được đồ gì hết trơn hết á. Nãy chúng ta thấy có chỗ có mấy cái hũ đồ ta, sương mù lại dày đặc nữa rồi, khó chơi rồi đây. Và chúng ta cần phải kéo này qua cái coi. Và hình như hồi nãy thấy có một cặp mắt đang dòm mình. Lâu lâu nó như vậy á, nó sẽ có những cặp mắt dòm với bạn, và bạn sẽ cần phải tự tin bước tới thì nó sẽ biến mất cặp mắt đó đi. Ghê không? Victor Rancher có item Tron kìa. Bây giờ mình đang rất là cần White Band ha. Để chúng ta hạ gục mấy con White cho nó gọn. Và chúng ta leo lên. Không biết là chúng ta có thể tìm được nhanh hay không. Bây giờ item Tron mình có mấy cái rồi đây. Một cái Velonai. Ta coi. Được 4 cái. Chắc là ta nên đi về đi ha. Ngày hôm nay thì chuyên mục khám phá cũng đã có được những cái chỗ rất là vui rồi. Và có cái cục gì ghê ấy vậy? Rồi tôi biết cục gì rồi đó. Cái đám mũi á mà. Ta đi về đi. Ta không chơi đám mũi đó nữa. À dạ. Rồi và cái purifier đâu? Purifier. Item strong. Ta sẽ tìm được gì từ đây? Và loot đâu? Nó có cái loot nè. Loot scrap. Những cái gì chúng ta không cần xài nữa, ta sẽ bỏ vô trọng. Và bỏ này vô. Rồi Light Crystal. Pha lê sinh mệnh. Ta sẽ truyền sinh mệnh vô trọng. Và lấy thêm Sulfur Lewin làm chất đốt. Bỏ vô và bỏ vô. Rồi chờ chút xíu ha các bạn. Chỉ cần chờ chút xíu thôi. Và đi ngó một vòng chơi cái coi. Mà trời đang mưa. Tắt cái tai kia đi. Và món này sẽ là gì? Chờ chút xíu bên đây nó chạy lên. Phải mà nó chạy nhanh hơn được thì đỡ biết mấy. Chúng ta đang có hai cây. Một cái là hát hacker. Ồ nãy mình dục vô đây luôn rồi hả. Và bên đây là cây Critter Ranger. Đó là những cái đồ mà chúng ta hay đập những cái con quái cho thiệt nhanh. Này giảm tốc độ đánh nữa nè. Và ta sẽ có item magnet. Cái kia mình xài rồi. Cho nên cái này có thể chúng ta đập bỏ đi. Thấy ghét. Đập luôn. Rồi chúng ta coi The Between Land coi. Có đồ gì của Between Land mà chúng ta có thể đập bỏ được không? Ví dụ như cây này. Cây này trừ tùm lum hết trơn. Trừ tùm lum tùm la luôn. Cho nên không có đập được. Còn một cây hát hacker. Cũng trừ tùm lum tùm la luôn. Ghét đập luôn. Tại vì nó trừ ghê quá. Bỏ vô. Đập luôn. Và ra được gì đây? Chờ chút xíu. Và chúng ta sẽ có ba cái loot scrap. Thì ba cái loot scrap này chúng ta có thể kết hợp với tờ giấy army paper. Từ những cái rai bát hay là từ những cái miếng gỗ khô á, miếng vỏ cây khô á, để chúng ta được một cái scroll hay là một cái tờ giấy lại ra này nữa. Thì tờ giấy này vẫn có thể bỏ ở trong đây được và ra cái gì thì nó cũng có thể để cho chúng ta thấy ở đây. Đó, đó là những thứ chúng ta tìm được và kể cả những cái đĩa nhạc. Có vẻ như chuyến săn đĩa nhạc này là cái khó khăn nhất. À, nhìn thấy đĩa nhạc kiểu này phê quá. Rồi đập tiếp. Ba cái được một ha các bạn. À, ta sẽ coi. Với món đầu tiên này, ta sẽ được may mắn gì đây? Gì đây, gì đây? Đây là cái gì? Gì đây? Chờ xíu nữa. Đây xong rồi. Và bên đây. Velonai. Như không. Velonai chúng ta có cũng nhiều. Velonai 12 cái còn dư. Và cung xịn ở đây thì sẽ là cây này, Predator Bow. Rồi mình cũng cần cây Slugliser với cây White Band nữa ha. Với lại có luôn cái Sweep Pick thì càng tốt. Còn không Voodoo Dawn cũng là một thứ rất là tốt. Và có Ancient Battle Axe luôn kìa. Đồ chơi này rất là vui ha. Giờ có Grey Saw, nó có thêm đồ chơi mới. Và con này ăn nữa hả? Nghỉ đi con, ăn hoài vậy. À, vừa mới nói Voodoo Dawn. Tiếp tục bỏ vô. Chúng ta tìm những cái đồ xịn xịn cái coi. Và nếu mà nó ra được một cái cây White Band thì càng tốt. Mình rất là thích White Band. Và chúng ta sẽ chờ xíu coi, chờ xíu. Ủa hết Sulfur rồi, chờ tới bữa mai cũng không có ra được cái gì hết trơn luôn á. Bây giờ bạn chịu khó đào Sulfur nhiều nhiều một chút. Rồi ta lấy Sulfur coi. Lưu Quỳnh.
Để xuống đây. Ây da, âm lộn. Đập. Và được cục lưu quỳnh. Cái này có fortune mà kỳ vậy. Có fortune mà rất là kỳ luôn á các bạn. Chờ xíu nha. Nó sẽ ra món cuối cùng là gì? Từ cái miếng này đây. Cái này thì chúng ta có thể bỏ vô đập được không? Bỏ vô đập vẫn được. Nhưng mà thôi để mình để xài. Chứ mình không có đập đâu. Nhiều khi chùm nhiều máu quá vô bấm cái đó chết luôn á. Và ta sẽ coi. Ta sẽ có Skull Mask. Mặt nạ đeo lên. Mặt nạ xương. Nhưng mà đâu có ngầu bằng Tree Mask. Đâu. Đây Tree Mask. Tháo xuống gắn này lên. Ngầu hơn. Ghê chưa. Và nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta đã khám phá ra được hai cái cây rất là thú vị tại The Between Land. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.